Cảm ơn quý khách đã gọi đến ngân hàng Maritime Bank. Thank you for calling Maritime Bank. For English, please press 0. Xin vui lòng lựa chọn theo hướng dẫn sau. Để báo khóa thẻ khẩn cấp, bấm phím 1. Để kích hoạt thẻ ghi nợ, bấm phím 2. Để được hỗ trợ khác về thẻ, bấm phím 3. Để được hỗ trợ về ngân hàng điện tử, bấm phím 4. Để truy vấn số dư tài khoản, bấm phím 5. Để biết thông tin về khuyến mại, tỷ giá, lãi suất tiết kiệm, bấm phím 6. Để nghe lại, bấm phím sao. Để gặp tổng đài viên, bấm phím 0.